Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 27 tháng 7, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây cô chú là chị Ba Bình Tinh cũng có là livestream chia sẻ nói về cái câu chuyện là cái bàn thờ của cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì chị Ba Bình Tinh là cũng nói về chị Hồng Loan luôn. Đó, cái lúc trước cô chú là chị Hồng Loan mới bước chân về cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này là chị Hồng Loan rất là khổ luôn, không có tiền luôn cô chú anh chị. Nhưng mà muốn làm cho cái bàn thờ của ba mình cho nó được đẹp và nó được ấm cúng cô chú. Đó, thì cũng đi điện thoại cho chị Ba Bình Tinh này, rồi mượn tiền chị Ba để mua cái bàn thờ mới cho cố nghệ sĩ, với lại là mua luôn cái khung cô chú để đặt vào cái bàn thờ cho nó kiên cố, cho nó ổn định luôn một lần đó cô chú. Chứ cái bàn thờ của cố nghệ sĩ mà cứ dịch đi dịch lại là nó xáo trộn trong gia đình, cho nên là chị Loan không có muốn như vậy cô chú anh chị. Cho nên chị Loan là làm một lần luôn đó cô chú. Thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết là bên trong cái bàn thờ của cố nghệ sĩ là nhìn rất là đẹp luôn, rất là ấm cúng và rất là trang nghiêm nha cô chú. Đó, mà nghĩ sao cô chú anh chị, buổi sáng ngày hôm nay là bên phía Khọt Khèo cô chú cũng lên một cái livestream cũng chia sẻ là nói về chuẩn bị sắp tới đây là sẽ đi về quận 8 là đỡ mướn một cái căn nhà. Chứ hiện tại bây giờ là vợ chồng của Quý Phi đang ở quận 10 thì buôn bán là không có ai mua hết. Đó, đến nỗi mà lên livestream trên cộng đồng mạng nói rằng tại chắc tôi không có khiếu buôn bán cho nên là ít có người ủng hộ. Đâu phải vậy cô chú, mình xúc phạm cộng đồng mạng, mình chà đạp chị Hồng Loan cho nên là cũng bị khán giả nó ghét, là thì nó không mua ủng hộ và nó không đến quán để ăn thôi cô chú. Chứ mình đừng có đặt điều là mình nói rằng mình không biết buôn bán đồ này kia. Thì quay trở lại cái câu chuyện mà cái bàn thờ cô chú anh chị, đó nghĩ sao á, nhà thì nhà cố nghệ sĩ là đang ở cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, thì cố nghệ sĩ mất thì cũng được thờ tại cái căn nhà này cho cô chú. Đó, chị Hồng Loan là người con, chị Hồng Loan thờ ba mình rất là ấm cúng luôn cô chú. Chị Hồng Loan cũng lên tiếng nói mà cái bàn thờ của ba mình là đặt ngõ nào là đặt một chỗ thôi cô chú, chứ nếu mà suy dịch đi chỗ này chỗ kia rồi là nó sẽ làm xáo trộn ở trong cái gia đình cô chú. Nhiều khi gia đình mình nó xích mích đó. Đó, mà hiện tại nghĩ sao thím Bảy đi ở mướn một năm thì chuyển chỗ này chỗ kia 3-4 lần cô chú anh chị. Đó, mà cũng thờ ba của chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan đâu có biểu đâu cô chú, chị Hồng Loan đâu có mượn mà thím Bảy Khọt Khèo phải thờ. Rồi không có nhà, đã mình không có nhà rồi mình đi mướn nhà một năm mà phải chuyển tới 3-4 lần. Mà nghĩ sao cái bàn thờ của cố nghệ sĩ mà đem vài tháng rồi đem đến cái nhà mướn này, rồi vài tháng cái di dời đến cái nhà mướn khác thì nó làm xáo trộn cái cuộc sống của cô chú. Đó, chị Loan cũng lên tiếng nói rất là nhiều luôn. Bàn thờ của ba mình á thì chị Loan đâu có mượn những cái thành phần ở bên đó cô chú. Đó, chỉ có người con gái mới được phép là thờ ba thôi cô chú anh chị. Thì theo như em được biết hiện tại bây giờ là thím Bảy Khọt Khèo này cũng thờ nè, rồi cái con ô xin nó cũng thờ. Đó, một con ô xin nó lên tiếng nó nói rằng nó làm không công cho cố nghệ sĩ 13 năm cô chú. Ủa, không ai mà làm không có tiền hết đâu cô chú anh chị. Nếu nó lên tiếng nó nói như vậy thì nó cũng có cái lợi nhuận. Lợi nhuận ở đây cô chú, vừa rồi là cái kênh YouTube Vũ Linh Kinh đó, đó thì nó cũng đang sở hữu. Rồi những năm tháng vừa qua cố nghệ sĩ đi lô diễn chỗ này chỗ kia á, thì nó cũng lấy cái kênh đó nó quay nó kiếm biết bao nhiêu tiền luôn cô chú. Đó, đến thời điểm hiện tại bây giờ là vừa rồi em cũng có xem một cái bài viết ở trên hội nhóm của cô chú anh chị, nó lên tiếng nó thách thức chị Hồng Loan, nó nói rằng chị Hồng Loan muốn làm cái gì làm, cho riêng cái kênh YouTube Vũ Linh Kinh là nó sẽ không bao giờ trả. Đó, rồi chị Hồng Loan sẽ làm như thế nào thì chị Hồng Loan sẽ lấy lại cho cô chú, chứ đâu có thể nào mà đưa cho cái con ô xin này nó nắm giữ cái kênh YouTube đó rồi nó muốn làm gì nó làm cô chú anh chị. Đó, nó ăn tiền biết bao nhiêu rồi. Thì vừa rồi là má Tư cũng đã là lên tiếng rồi, nói rằng là con ô xin này hồi lúc trước là cố nghệ sĩ còn sống là nó nắm
giữ cái chìa khóa két sắt nha cô chú. Mà tại vì sao lại ở trong cái két sắt đó có cái huy chương vàng của cố nghệ sĩ nó lại mất tích, không ai rõ nguyên nhân nha cô chú. Đến thời điểm hiện tại bây giờ là cũng tìm chưa ra luôn. Thì quay trở lại cái câu chuyện mà cái bàn thờ ở cô chú đó, hiện tại bây giờ là chị Ba Bình Tinh cũng lên tiếng nói mà cái bàn thờ của ba mình là nên đặt, là phải đặt một chỗ nha cô chú anh chị. Mình không ấy thì thôi, mình làm cho nó kiên cố, cho nó nề nếp đó, rồi mình đặt xuống là đặt một lần, chứ không có thể nào mà sơ dịch đồ này kia là xáo trộn gia đình mà khột khèo lại làm như vậy cô chú anh chị. Của cái bà này không biết rằng là bà có cái ý gì cô chú đó, chứ nghĩ sao sao cha mẹ của khột khèo ông thờ đi, mà tại sao đi thờ cha của chị Hồng Loan? Cái câu chuyện này nó rất là vô lý luôn. Mà theo như em nghĩ á, chắc có lẽ là cố nghệ sĩ nổi tiếng quá cô chú, đó cho nên là thờ đỡ là nhằm cái lợi dụng là chuộc lợi về bản thân mình thôi cô chú. Còn cái chuyện mà buôn bán ớ ẩm á, rồi nói đi tìm nhà, thì mình không có tiền thì mình tìm theo cái túi tiền của mình thôi cô chú anh chị. Ví dụ như ở quận 10 thì nó mắc quá, thì mình dời về cái khu vực mà Bình Chánh này hay là quận 12 đó, còn nó mắc nữa thì mình chuyển lên là Hóc Môn cô chú đó. Chứ bây giờ mà cứ không tiền mà cứ đòi ở chỗ ngon thì ở đâu ra cô chú, mà cứ đi là một năm đó, cái bàn thờ của cố nghệ sĩ là cũng phải là đi theo ở cái nhà mướn luôn, 3 tháng là chuyển một lần, 4 tháng là chuyển một lần, một năm là chuyển 3-4 lần luôn đó. Đến nỗi mà chị Hồng Loan cũng rất là bức xúc luôn. Chị Hồng Loan nói đâu có mượn đâu, những cái thành phần đó ai mượn mà thờ ba cô chú. Cố nghệ sĩ là có nhà có cửa đàng hoàng chứ đâu phải là không có. Với lại là cố nghệ sĩ cũng có người con, đó là chị Hồng Loan, thì cũng đang sống tại cái căn nhà số 5 đoạn thì điểm này cô chú đó. Căn giá khách thì đến mua hàng ngày nào cũng đông quá trời luôn cô chú. Chị Hồng Loan thì buôn bán là được tất cả các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước yêu thương rất là nhiều, cho nên là mua hàng ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều nha cô chú. Chứ bà Vi Phi bà cũng buôn bán hàng, mà tại sao lại người cộng đồng mạng không mua? Là tại vì là hồi trước bà cũng có lên livestream, bà xúc phạm đến cộng đồng mạng, cho nên là cộng đồng mạng cũng tẩy chay là rồi đó, cũng không có mua nha cô chú. Rồi cứ lên trên mạng xã hội than quăng trách phận. Giá như cái hồi kia đó mình đừng có theo cái cô cháu gái này thì hiện tại đâu có xảy ra cái cớ sự như vậy đâu cô chú đó. Thấy sao cô chú, cái đợt vừa rồi á mà vợ chồng của Quý Phi cũng theo mẹ con của cô cháu gái này cũng vào trong tòa luôn cô chú đó. Thì sau khi là bên thẩm phán hỏi về cái câu chuyện ở nhờ mà đòi đồng sơ hở á, thì chú Bảy cũng trả lời ấp ấp uống chứ đâu có biết gì đâu cô chú anh chị. Mà tối về là hai vợ chồng livestream nói ngon lắm, nói dữ lắm, nói chửi chị Hồng Loan đồ này kia, đòi hủy giấy khai sanh luôn đó. Hủy dữ chưa, hiện tại bây giờ là phía bên nhóm ruột thịt đó mở mắt to ra mà nhìn đó. Vừa rồi thì tòa án cũng đã chấp nhận chị Hồng Loan là người con của cố nghệ sĩ rồi đó, rất là vui luôn cô chú. Thì sắp tới đây sẽ giáp mặt tại tòa lần hai nữa, thì mẹ con của cô cháu gái này sẽ nhục mặt nha cô chú. Nhục mặt ở đây á là cái hồi trước cô cháu gái này lên tiếng, nó nói rằng Hồng Loan là không phải là người con hợp pháp của cậu tôi, không hợp pháp mà chuẩn bị bây giờ là mẹ con cám sẽ đến nhà chị Hồng Loan dọn đồ á cô chú đó. Thì em cũng rất là vui luôn, em cũng sẽ chờ đợi cái ngày mà mẹ con cám đến nhà chị Hồng Loan dọn đồ để em quay video lại chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được xem về cái ngày mà mẹ con cám sẽ đến dọn đồ nha cô chú. Dạ tôi giờ em xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.